Xoài non chấm với muối ớt trời tươi trong luôn á. Bạn thân hỏi, bạn thân ơi, tá tên bạn thân vô đây liền nha, để nhắc nhẹ là bạn đang thèm chua dữ lắm mà hết tiền rồi. Không, có ăn cơm đâu nha. Không ăn, anh chơi game rồi. Ăn xài không á, trời nó chua sót ruột lắm. À, giờ vô làm tô mì trộn xong rồi ra chơi game tiếp. Ok. Mì này là gấp mì ly Hảo Hảo Handy 1,3 lượng mì, rồi 1,7 topping. No nha. Không biết nhà mọi người sao chứ nhà tôi mà mỗi lần kêu vô ăn cơm mà không chịu đi là không có chịu đồ ăn đâu. Cho nên kiểu gì mẹ tôi cũng sẽ để dành sẵn cho tôi mấy gói mì nè. Đặc biệt là mấy cái mì tô trộn như mì Handy Hảo Hảo á, mọi người ăn cho nó tiện. Tại đang chơi game đang gấp dữ lắm chứ không gì hết trơn á. Mà tôi cũng mê chơi lắm nha. Kiểu gì mà đang chơi mà ba mẹ kêu bỏ ngang ăn cơm là không bao giờ đi vô đâu. Ăn mì cho nó tiện. Đợi 3 phút rồi có ngay mì ăn liền à. Mà làm thêm ly cà tắc bỏ thêm mít nữa trời nó thơm gì đâu luôn á. Mì cũng chín rồi nè, xong cái vắt nước trộn thêm gói dầu vô. Mà thêm gói gia vị sau cùng nha. Mọi người ta nói trộn đều luôn á. Tự nhiên cái lúc này cái hết mê game rồi giờ chuyển qua mê tô mì á mọi người. Kỳ cục ghê luôn á. Sợi mì to tròn bóng mẩy ghê luôn nhưng mà trộn đều ngang ăn nó sẽ đậm vị hơn lắm mọi người. Chua chua cay cay mặn mặn. Nhìn mặt tôi ban đầu tưởng kiểu như thanh niên nghiêm túc chăm làm dữ lắm luôn đúng không? Nhưng thật ra tôi vẫn còn ham ăn, ham chơi dữ lắm luôn á.